Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn 15 cái mẫu bánh xe thể thao. 15 mẫu các bạn nhé, 15 mẫu, rất là nhiều loại, và hầu như tất cả các loại bánh này ở trên thị trường hiện nay thì bên kênh xe điện motor điện của chúng tôi đều đầy đủ. Từ bánh lớn nhất là bánh R14 và bánh nhỏ nhất là bánh R6. Mấy cái loại R5 thì bên mình không có nhập về bởi vì nó bé quá. Với cái bánh R6 là đã bé rồi, đường kính chỉ có 30 thôi. Đấy là mẫu bánh bé nhất, là mẫu đường kính 30. Thì các bạn làm ô tô thì nó bé quá thì bên mình cũng hạn chế không nhập cái dòng 5 inch. Còn lại từ cái dòng 6 inch, 7 inch, 8 inch, 10 inch, 12 và 14 thì đều có mẫu ở đây. Tất cả các mẫu này, tất cả những cái mẫu bánh này thì nó có đều có một cái đặc biệt là cùng cơ vành, nhưng mà nó có nhiều hình thức lốp khác nhau. Có những loại thân lốp bản hẹp, có những thân lốp bản dày đấy, và bản rộng đấy. Vành thì có hai loại vành, vành hợp kim và vành nhôm sắt, vành sắt bình thường. Những cái mẫu bánh vành hợp kim thì đều có kích thước của 4 lỗ. Còn đối với những cái vành sắt thì thường là những cái vành nhỏ là 3 ốc. 3 ốc lên Meyer và 4 ốc cũng có. Nhưng đối với cái vành 6 thì thường là 3 ốc thôi, không có 4 ốc. Còn đối với vành 7 thì nó có cả 3 ốc lẫn 4 ốc, vành 8 cũng thế, đều có 3 ốc và 4 ốc. 3 ốc của nó thì đều theo tiêu chuẩn, trừ vành 5 inch thì tim của 3 ốc là nó khác thôi. Còn lại là những cái vành từ 6 cho đến 8 inch thì 3 ốc của nó đều theo vành tiêu chuẩn, giống nhau hết. Thì các bạn khi mua thì lưu ý cái vấn đề đó. Đối với những cái vành có 4 ốc vào Meyer ấy, thì thường thường là tim ốc của nó đều chuẩn như nhau, là đo tim là từ ốc này qua ốc kia là 8 và chéo là 11. Nó giống nhau hết nhé các bạn nhé. Đấy, khi các bạn sử dụng thì các bạn lưu ý cái đấy. Sau đây thì mình sẽ đi chi tiết cho các bạn một số cái mẫu bánh để các bạn tiện tham khảo. Trong này thì có 15 mẫu khác nhau, và chỉ có một vài loại là nó khác về các mẫu mã và la răng trơn, bánh trơn và bánh gai sần. Đây là cái mẫu bánh này, là mẫu bánh 18 x 9.5 - 8 này. Đấy. Cái mẫu bánh này là bánh 270 x 30 - 14. Đây là mẫu bánh này, là mẫu bánh 235 x 30 - 14. Và ở cái khung hình giữa đây là mẫu bánh 230 x 30 - 12. Còn cái mẫu bánh lốp dày như thế này, là mẫu này là mẫu 200, mẫu này là 23 x 10.5 - 12. Mẫu bánh này thì là mẫu bánh địa hình 22 x 10 - 10. Các cái thông số của mẫu bánh ấy thì các bạn vui lòng xem ở dưới phần mô tả. Mình có để dưới cái link mô tả dưới về các cái mẫu. Sau đây mình sẽ đi trực tiếp đo kích thước của từng mẫu bánh một cho các bạn tiện tham khảo và dễ đặt hàng.
link đặt hàng thì có thể xem phía dưới. Đầu tiên mình xin giới thiệu đến các bạn đấy là cái mẫu bánh 270/30-14 này. Mẫu bánh này mắc loát là 190 kg. Đây, 190 kg. Đây là chịu tải lớn nhất của nó này. Đấy. Bánh này rất là đẹp. Và giá thành thì cũng tương đối là cao. Các bạn nhớ thông số và xem giá ở dưới phần mô tả nhé. Cái bánh này có đường kính là 55 cm này. Đấy. Tim bánh ở giữa của nó này. Tim bánh của nó là 11 cm nhé. Và cái lỗ tim ở giữa thì tất cả những dòng bánh 4 ốc này thì nó đều giống nhau thôi. Đấy, cái lỗ tim ở giữa của nó là khoảng 65 này. Đây. Lỗ này là lỗ 12 các bạn nhé. Bánh này có bản rộng là 22 cm này. Đấy, vân bánh rất là đẹp. Tiếp theo đến một cái mẫu bánh khác này. Tiếp theo là đến cái mẫu bánh này này. Mẫu bánh này là mẫu bánh dạng như kiểu là xe sân gôn đấy. Mẫu bánh này là bánh R10 thôi nhưng mà thân lốp nó dày. Mẫu này đường kính bánh xe cũng là 55 cm này. Nhưng bánh này là bánh R12 nhé. Thông số bánh là 23 × 10.5 × 12. Đây là mắc loát của nó là 1340 lbs. Đấy, cái này thì mình phải quy đổi ra theo kg thôi. Cái này tí mình sẽ lên mạng và mình tra, mình sẽ đưa ra cái thông số cho các bạn xem. Bánh này có chiều và dày là 24 cm. Bánh rất là dày. Tiếp theo một mẫu bánh nữa là bánh 235/30-14. Đây. Mẫu này là mẫu 235/30-14 này. Mẫu này thì cái thân lốp nó mỏng hơn. Thường thường thì cái chỉ số 235 này là 235 là chiều dày của cái lốp này. 30 này là 30%. Cái chiều dày này thì bằng 30% cái chiều rộng của lốp. Và cái số 14 này là chỉ số của cái vành này. Cái đường kính vành. Bánh này thì có đường kính là 50 cm. Đấy. Bản rộng là 22 cm. Tiếp theo là mình xin giới thiệu đến một cái mẫu nữa là mẫu bánh xe địa hình. Mẫu này có thông số là 22 × 10 – M10. Đấy. Bánh này là bánh vành 10 thôi nhưng mà nó rất là lớn và gai thì rất là sần sùi. Đúng như cái nghĩa của nó đấy là bánh xe địa hình. Rất là to. Đường kính nó cũng lên tới 55 cm. Đây, cũng 55 cm. Cái bánh này thì các bạn thường hay xem ở những cái cuộc đua xe địa hình thì nó hay sử dụng cái bánh này.
bánh này có bản rộng cũng khá là lớn. Đây cái bản rộng của nó đây. Bản rộng của nó lên đến 25 cm thôi. Tiếp theo sẽ giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh khác nữa. Mẫu bánh này là bánh 18 x 9.5 nhá, nó có cả 18 x 8.5. Thì cái bánh này là 18 x 9.5 đây. Chỉ số của nó đây. Đây, các cái thông số của lốp đây. Đấy. Bạn có thể nhìn rõ, bánh không xăm, tất cả là đều không xăm. Mắc loát là 103 kg, tương đương với lại 227 lbs. Đấy. Đường kính cái bánh này là 45 cm. Để cái thứ này để cứ chết đấy. Cái đường kính của bánh xe này là rơi vào khoảng 45-46 cm. Và cái chiều dày của lốp, đây chiều dày của lốp là 23 cm. Đấy, bánh này là bánh 8 nhá. Bánh 8 này thì nó có cả bánh vành sắt nữa và vành nhôm. Đây cũng là một cái loại bánh này thì có là bánh 18 x 8.5 luôn. Đây, bánh này là 18 x 8.5 trừ 8 này. Bánh này là bánh vành sắt và nó có 4 ốc. Nó cũng có một bánh vành 8 y như thế này nhưng mà 3 ốc. Thì các bạn tùy theo lựa chọn và cái vân của nó nhẵn hơn. Đây. Đấy. Chiều rộng của nó là 20 cm. Đấy, và đường kính của nó là 45 cm. Đấy là bánh này là bánh 18 x 8.5 - 8 nhé. Đấy, bánh này các bạn lưu ý là có hai loại 4 ốc, 1 2 3 4 và loại 3 ốc. Loại 3 ốc thì kiểu 3 ốc như thế này. Đấy. Tiếp theo thì giới thiệu đến các bạn một cái mẫu bánh R12 nữa. Đây là bánh R12 này. Có thông số là 205 x 30 R-12. Đấy, bánh này cũng có 4 ốc. Và cái đường kính của nó là 45 cm. Đấy, chiều dày của lốp. Chiều dày của nó là 20 cm. Còn đây là những cái mẫu bánh bé thì không giới thiệu thêm. Thì sẽ xin gửi thêm các bạn một số những cái hình ảnh về những cái bánh bé thì các bạn theo dõi.